Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Liên quan vụ nhà xe bị tố hành hung bỏ mặc khách trên cao tốc, ngày 23 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền 13,5 triệu đồng đối với chủ ô tô có tài xế bị tố hành hung và bỏ mặc khách giữa đường gây xôn xao dư luận. Ô tô mang biển kiểm soát 14B04278 cũng bị lực lượng chức năng tạm giữ. Theo đó, chủ ô tô bị xử phạt hai lỗi vi phạm là xe không có phù hiệu và lỗi dừng đỗ không đúng quy định. Đối với việc tài xế này hành hung hành khách, cơ quan chức năng chưa đủ cơ sở để xử lý vì nữ hành khách tố nhà xe không tới cơ quan công an để làm việc dù đã đăng tải thông tin tìm kiếm. Ông Mạc Đức Sơn, trưởng phòng quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh cho biết, sau khi nhận được thông tin, Sở đã cho xác minh và khẳng định việc ô tô biển kiểm soát 14B04278 chở khách rồi thu tiền là sai quy định. Theo đó, xe này sử dụng biển kiểm soát màu trắng nhưng lại để kinh doanh. Chủ xe không đăng ký kinh doanh vận tải, không có giám sát hành trình, không gửi dữ liệu về sở và không có phù hiệu. Trước đó, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý cương quyết đến nơi đến chốn. Cụ thể, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan công an đã tạm giữ xe ô tô liên quan vụ nhà xe bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa đường, đồng thời mời những người liên quan lên làm việc. Cũng theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cơ quan công an đang tập trung điều tra, làm rõ hành vi của nhà xe, đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn, mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại như thế nào. Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nói, quan điểm của Công an tỉnh Quảng Ninh là xử lý cương quyết đến nơi đến chốn. Những vấn đề này dứt khoát phải xử lý triệt để, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook khi một bài viết chia sẻ thông tin kèm hình ảnh một hành khách bị xe khách chặt chém đuổi xuống giữa cao tốc và bị hành hung với thương tích ở vùng cổ vào ngày 28 tháng 2. Xe khách được nhắc đến có biển kiểm soát tại tỉnh Quảng Ninh. Facebook này chia sẻ, mọi người đi xe Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi Hà Nội Bắc Ninh 200.000 đồng, Hà Nội Uông Bí 400.000 đồng, Hà Nội Móng Cái 500.000 đồng. Không đồng ý trả vé cao, nhà xe dở giọng côn đồ, đòi mỗi hành khách 200.000 đồng, rồi thả xuống giữa cao tốc gần với cầu Đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóc cổ khách hàng. Thông tin trên thu hút sự quan tâm bình luận của nhiều người, đa số đều bức xúc trước hành vi đánh hành khách. Dư luận thời gian qua xôn xao trước một bài viết trên mạng xã hội đăng tải thông tin của nữ hành khách với nội dung mọi người đi xe khách Quảng Ninh nhớ chừa xe này ra nhé, lừa đảo. Đi từ Hà Nội đến Bắc Ninh 200k, 200.000 đồng. Hà Nội Uông Bí 400k, Móng Cái 500k. Không đồng ý trả vé cao, nhà xe dở giọng côn đồ đòi mỗi hành khách 200k, thả xuống giữa cao tốc gần cầu Đuống. Khách chụp lại biển số xe, nhà xe còn bóc cổ hành khách. Kèm theo lời bình luận là hình ảnh chiếc xe biển trắng và cổ một người bị nhiều vết xước. Nội dung đăng tải đã thu hút được sự bất bình của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm những người liên quan đến vụ việc này. Trước sự việc trên, hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương vào cuộc, xác minh thông tin vụ hành khách tố bị nhà xe bóc cổ khi đi từ Hà Nội về Quảng Ninh vì cho rằng vé quá đắt. Theo đó, thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đã làm việc với tài xế của nhà xe bị tố hành hung, bỏ rơi khách giữa cao tốc. Cụ thể, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, liên quan tới vụ hành khách tố bị nhà xe hành hung, bỏ giữa đường cao tốc. Tối 28 tháng 2, bước đầu lái xe thừa nhận có hành vi trên. Cơ quan công an cũng mời những người liên quan lên làm việc, đồng thời tạm giữ phương tiện. Cũng theo Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, cơ quan công an đang tập trung điều tra làm rõ hành vi của nhà xe, đồng thời liên hệ bị hại để xác định mâu thuẫn, mối quan hệ giữa nhà xe và bị hại. Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh nêu quan điểm, Quảng Ninh là một tỉnh du lịch đang phát triển, không thể chấp nhận những hành vi như trên. Cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều lần, các phương tiện phải hoạt động làm sao đúng quy định của pháp luật, mang tính chất phục vụ nhân dân, khách du lịch trong và ngoài nước. Người nào vi phạm sẽ phải xử lý đến nơi đến chốn. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2023, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cũng đã trực tiếp chỉ đạo yêu cầu xử lý vụ lái xe khách tố bị đối thủ liên tục dọa nạt, hành hung. Thông tin ban đầu, một lái xe chạy tuyến Thái Bình – Quảng Ninh đã làm đơn trình báo công an về việc liên tục bị chặn xe, ném chất bẩn vào xe và nhiều lần bị hành hung. Theo đó, đích thân Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo làm rõ sự việc.
Cụ thể, anh Bùi Hữu Tới là lái xe của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Bình chấp thuận khai thác vận tải khách tuyến cố định Tiền Hải Thái Bình đi thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. Nhưng từ khi đưa xe vào hoạt động, nhà xe liên tục bị một nhóm đối tượng côn đồ chặn đường, đe dọa nhân viên lái xe, cấm không cho xe đi trước, không cho hoạt động trên tuyến đường từ Quảng Ninh về huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Sau nhiều lần bị dọa nạt ném chất bẩn vào xe, ngày 19 tháng 7 năm 2023, xe biển kiểm soát 17B02123 vận chuyển khách từ Quảng Ninh về Thái Bình đến chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, bất ngờ bị xe khách biển kiểm soát 14A00291 lao đến đỗ song song. Sau đó, một nhóm người nhảy xuống giật cửa xe và lao vào đánh đấm chửi bới lái xe Bùi Hữu Tới. Sau khi xảy ra vụ việc, lái xe Bùi Hữu Tới và công ty vận tải đã làm đơn trình báo các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh. Nhận được đơn trình báo, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các phòng ban làm rõ nội dung đơn phản ánh của lái xe Bùi Hữu Tới bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường thuộc địa phận phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nhận được chỉ đạo, Công an thành phố Hạ Long nhanh chóng vào cuộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành xác minh làm rõ và nhanh chóng triệu tập nhóm đối tượng có hành vi chặn xe, hành hung lái xe Bùi Hữu Tới, gồm Trần Văn Khe, sinh năm 1972, TTG, sinh năm 2007, cùng trú tại tổ 66, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Anh Ngọc, sinh năm 1999, trú tại phường Quảng Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, và Đào Việt Long, sinh năm 1990, trú tại tổ 3, khu 5B, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận bản thân là nhóm phụ xe, biển kiểm soát 14B00291 đã chặn xe tấn công anh Bùi Hữu Tới, lái xe biển kiểm soát 17B02123 tại chân cầu Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nhóm đối tượng này đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình và đe dọa đánh lái xe. Sau khi Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo điều tra sự việc, tài xế của nhà xe Thiên Hoàng Hải, tỉnh Thái Bình tố bị nhóm đối tượng hành hung chèn ép, ba bị can đã bị khởi tố. Cụ thể được biết, ba nghi phạm chặn xe chèn ép, hành hung tài xế đã bị Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh khởi tố tội gây rối trật tự công cộng. Các bị can gồm Trần Văn Khe, 51 tuổi, Đào Việt Long, 33 tuổi, cùng trú thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và Nguyễn Anh Ngọc, 24 tuổi, cùng trú thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng liên quan hành vi chặn xe, hành hung lái xe khách trên đường. Trước đó, nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh tình trạng một nhà xe tại Thái Bình kêu cứu vì liên tục bị chèn ép, ném mắm tôm và hành hung tài xế. Thông tin từ lời kêu cứu cho thấy lái xe Bùi Hữu Tới, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Thiên Hoàng Hải, bị một nhóm người chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường tại khu vực cầu Bãi Cháy. Sau thông tin trên, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo xử lý. Công an thành phố Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó tiến hành xác minh triệu tập số người liên quan việc chèn ép, hành hung lái xe Tới. Tại cơ quan công an, nhóm người này thừa nhận việc chặn xe, tấn công tài xế Tới tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Nhóm này cho biết đã nhiều lần chặn xe của nhà xe Thiên Hoàng Hải, Thái Bình để đe dọa hành hung lái xe. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.